ấy có tốt với em không? Có hôn lên trên má khi thức dậy bên em không? Có nói rằng em đẹp dù em không mang make up? Và có làm cho em vui hay chỉ yêu em ít phút? Anh ấy có tặng hoa cho em dù là những ngày bình thường? Có nắm chặt tay em khi cả hai bước ra đường? Có tặng em bài hát hoặc là tặng em bài thơ? Và có cười thật là tươi cho em thay 10 bộ đồ? Vì khuôn mặt đó quá đẹp để em phải buồn như thế? Đôi mắt đó biết cười em đừng để rơi giọt lệ. Anh thì không hoàn hảo nhưng anh dám đảm bảo anh sẽ yêu em thật nhiều, nhiều hơn những người đến trước. Và sẽ hát cho em nghe những điều đó. Anh thích cái cách em nói, thích cái cách em cười, thích mùi tóc vì mỗi khi ôm em hương thơm vướng trên người. Anh thích cái cách em selfie, thích luôn cả cái tên. Nhưng gặp anh đừng cười nhiều quá vì cứ như vậy hoài chắc anh chết. Giờ anh phải làm sao đây? Tự nhiên hôm nay feel như người điên biết nhớ. Rồi anh phải làm sao đây? Anh thường thiếu kiên nhẫn nhưng hôm nay biết chờ. Anh ví em như một bài thơ hay, ví em như một bông hoa đẹp, ví em như tháng một mưa bay, ví em như nắng trôi qua thềm. Anh không dễ yêu nhưng anh dễ rung động. Chuyện vui anh kể, chuyện buồn giữ trong lòng. Nhưng nếu em tò mò anh luôn sẵn sàng share. Anh chỉ có tình yêu có chịu bên anh không, những lời này anh không thường nói đâu. Trước mặt em anh không thể nói dối, phố đông người ta bước cùng với nhau. Anh đã chán với sự cô đơn rồi, em là người con gái anh luôn tìm. Nhưng thật ra đây là lần đầu thấy loạn hết nhịp đập.